Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Anh Phong ơi, anh hãy thử làm video một ngày hẹn hò với chị Simmy đi anh. Ủa cái gì kỳ vậy trời? Sao mà tự nhiên mấy ông lại kêu tôi làm video vậy ta? Bây giờ nha, mà tôi mà làm video một ngày hẹn hò với Simmy, xong sẽ có nhiều bạn vô là: trời ơi, anh Phong là phản bội chị Sam, anh Phong là đồ xấu xa thế này nọ. Vậy rốt cuộc là mấy bạn muốn tôi sẽ hẹn hò với ai? Trời ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ hơi với điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Ta-da. Và ngày hôm nay, như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết video hôm nay mình sẽ làm về cái gì vậy, đúng không? Đó. À không nha, cái này không phải là do tôi muốn nha, mà là do mấy bạn comment, mấy bạn yêu cầu đó, cho nên tôi mới làm thôi. Đó, ok. Có nhiều ông còn kêu tôi là làm một video hẹn hò, một ngày hẹn hò với lại Ruby nè, một ngày hẹn hò với lại Camui nè, nhiều lum lá hết trơn á. Nhưng mà hôm nay tôi thấy có một comment là anh Phong hãy hẹn hò với chị Simmy đi, cho nên là thôi được, chiều hơi ý mấy ông. Tôi sẽ tiếp tục trở thành một hacker ở trong Minecraft. Tôi sẽ biến tôi thành bạn trai của Simmy và tôi sẽ thử một ngày hẹn hò với Simmy để coi coi như thế nào nha các bạn nha. À, nhưng mà khoan, từ từ, trước khi vào video này á, tôi muốn nói nha, cái này là tôi chỉ đang thực hiện thử thách của mấy bạn thôi, với lại là mọi thứ trong video á đều là ở trong game hết, không có thật ngoài đời nha. Cho mấy ông đừng comment là anh Phong phản bội chị Sam, anh Phong là đồ xấu xa, anh Phong là đồ vô duyên đội này nọ. Không được vậy nha, không được vậy nha. Ok. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với video một ngày hẹn hò với mèo Simmy. Let's go. Rồi, bây giờ là trước tiên nè, tôi sẽ qua bên nhà của mèo Simmy trước để coi coi mèo Simmy có ở trong game hay không. Chứ bây giờ Simmy không có trong game sao mà hẹn hò được, đúng không bạn? Ok, tôi qua xem thử nè. Ui, tôi thấy tên của mèo Simmy nè bạn ơi. Được, để tôi xem coi Simmy đang làm gì đây. Ok, núp ở đây. À, Simmy đang làm gì vậy ta? Alo, Tyron. Trời đất ơi, bây giờ ông còn chưa chịu về hả? Trời ơi, ông biết là mấy bữa nay tôi buôn bán mà là cực khổ luôn mà. Ông có chịu về không hả? Trời tức quá, bây giờ ông mà về nhà một cái nha, tôi lấy đĩa tôi ném vô đầu ông luôn. Tính đâu? Trời. Về nhà. Trời ơi. Mấy bạn ơi, sao mà tôi thấy là Simmy hung dữ quá bạn ơi. Tôi không biết là tôi có nên một ngày hẹn hò Sim không, chứ tôi thấy là Simmy hơi bị hung dữ rồi nha. Trời ơi, cái gì mà để cái Ron về xong đòi ném cái ghế vô đầu cái Ron nữa, trời nghe sợ dữ trời, hung dữ dữ trời. Khi nào tí nữa tôi biến thành bạn trai của Sim xong đầu Sim ném cái ghế vô đầu tôi thiệt của ông ta. Mà thôi, không sao. Nói chung là cái này là thử thách của bạn dành cho mình mà. Ok, mình sẽ làm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để cái máy tính của mình ở đây nè. Đó, mở máy tính lên. Bây giờ mình sẽ trở thành một hacker. Mình sẽ bắt đầu hack cái game này để biến Simmy trở thành bạn gái của mình nha các bạn nha. Ok. Bấm rồi. Đó, mình sẽ chỉnh lệnh nè. Bấm nè, đổi nè. Ok, mèo Simmy bạn gái của Kaidon bây giờ sẽ thay chữ Kaidon thành chữ Phong Cận. Ok. Rồi, làm sao Sim mất trí nhớ luôn. Rồi, ok, xong. Hey. Được rồi bạn ơi, vậy là coi như bây giờ Simmy đã trở thành bạn gái của mình rồi đó. Yeah. Nhưng mà khoan, từ, có một cái điều này nè. Đó chính là chỉ có một mình Sim mới nghĩ mình là bạn trai của Sim thôi. Chứ mọi người ở trong làng thì ai cũng biết rằng là mình là bạn trai của Sammy. Cho nên là mấy bạn nhớ là phải giấu chuyện này nha, không được để Sammy biết nghe chưa. Trời ơi, Sammy mà biết là Sammy giết tôi luôn á. Ok, được rồi, bây giờ tôi sẽ hái bông hoa ở đây đi. Ok, đem vô trong đó tặng cho Sim. À, ok, được rồi, đi thôi, let's go. Rồi, mở cửa nè, đóng cửa lại nè, vô nhà nè. Ok, Simmy, à này tôi thấy Sim nè bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhào ra mình ú hòa cái cho Simmy bất ngờ nè. Ok, 1, 2, 3, ú hòa, Simmy. Ây da, ây da, ây da, ây da. Phận tí đi, bây giờ mới lời cái mặt ông về nhà hả? Ông biết sáng giờ tôi mệt mỏi lắm không? Bán quá trời của đất không về phủ tôi là sao hả? Simmy bình tĩnh, đừng có cầm cái ghế đập vô đầu tôi nữa Simmy. Trời ơi, tôi quên mất các bạn ơi, Simmy đang giận. Simmy, bình tĩnh Sim, trời. Tôi phải lấy cái bàn. Trời đâu đâu ảnh ra đúng không? Thôi được rồi. Trời ơi Simmy, cái ghế thôi tôi đã muốn vỡ cái đầu luôn rồi, giờ bà cầm cái bàn bà chọi chắc tôi chết quá. Đợi đây, được rồi. Simmy.
Phong nói em nghe nè, Sim bình tĩnh đi, Sim đừng có giận quá. Sim biết Phong là gì của Sim không? Trời ơi, thì đưa ra tụi mình yêu nhau là người yêu chứ gì nữa. Đúng ôi, rồi là có nữa. Đúng sao? Rồi, đây. Ok bạn ơi, vậy là thành công rồi nha. Vậy là mình hát thành công rồi đó. Simmy thấy tôi là bạn trai của Sim đó. Sim ơi, Phong có một bông hoa tặng cho Sim nè. Đó, đừng giận nữa nha. Bông hoa. Đúng rồi. Trời ơi, quỷ sứ là thường thường không có tặng hết trơn. Tự nhiên giờ tặng bông hoa. Quỷ à. Sim vui là được rồi. Trời, thấy không? Phong nói Sim nghe nè, Sim à. Với một cái gương mặt xinh đẹp như thế này á, chỉ nên cười thôi, không nên giận dữ, Sim hiểu không? Trời ơi, ngại chết à. Hả? Trời. Đừng có nói gì. Trời, ngại thì mình đánh yêu thôi Sim. Sim cầm cái bàn, Sim đánh vào mặt Phong rồi, Phong muốn chấn thương sọ não nữa. Ngại tôi, ngại tôi phải lấy cái bàn, đập vô đầu người khác, xin lỗi nha. Ok, ok. Thôi Phong ngồi vô bàn, Sim nấu đăng cho Phong ăn nha. Hả, hả, gì, nấu ăn à? Thôi, được rồi. Tôi nhớ à. Tôi no rồi, tôi không muốn ăn gì đâu. Mấy bạn ơi, bạn có nhớ video trước không? Trời ơi, Simmy nấu ăn, tôi ăn, tôi muốn ói luôn á. Thôi, bỏ. À thôi, Phong không có đói bụng, cho nên là thôi, Phong ngồi đây, Phong nghỉ ngơi xíu á, Phong mới đi chơi giờ cho nên hơi mệt á. À, Sim lấy cho Phong chai Coca đi, Phong uống Coca. Coca hả? Rồi để xíu liền. Hay, trời ơi, nói chung á là hẹn hò Sim cũng nhàn á bạn, đâu gì đâu khó đúng không? Sim ơi, chị mang trái cây cho em nè. Ơ, hello Sam. Nè, sáng sau em nhờ chị mua trái cây nè, đó, đầy đủ luôn á. Wow, trời ơi, nhiều trái cây quá, cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi, có trái cây như vậy á, chắc chắn rồi là ông Phong Cận sẽ thích cho coi. Phong Cận? Ủa, Phong Cận có trong nhà em hả? Đúng rồi, Phong Cận ở nhà em kìa. Ủa, sao vậy? Trời ơi, sáng giờ tìm ổng không ra hóa ra, ổng trốn nhà em à, đâu, ổng ở đâu? À, trong bếp đúng không? Để chị. Sammy, ủa sao bà tới đây vậy? Ủa cái gì, tôi tới tìm ông nè, sáng giờ đi đâu mà ông trốn tôi vậy? Tôi chết rồi bạn ơi. Mình biến Simmy ở trong Minecraft trở thành bạn gái của mình, mà bây giờ bà Sam bà mà phát hiện ra nha, là lỡ bà hiểu lầm mình với lại Sim là chết luôn á. Hả? Cho tôi nhiều trái cây ngon lắm, tôi đưa tặng ông hết đó. Nè ăn đi cho nó mát người. Trái cây cảm ơn Sim nha, cảm ơn Sim. Ủa, Sim ơi, hôm nay mày ấm đầu không? Thường thường em với Phong là cãi nhau với chó với mèo, còn hôm nay còn tặng trái cây cho Phong Cần à? Ủa, em sao vậy Sim? Ủa, chị nói gì vậy? Tính ra em với Phong Cần là bạn trai với nhau mà. Hả? Sim bình tĩnh, im lặng. Sam ơi, Sam đừng có hiểu lầm nha. Bạn trai ở đây á, Simmy nói bạn trai ở đây á có nghĩa là bạn là con trai hiểu không? Tôi là bạn của Sim nè, mà tôi là con trai cho nên Sim mới gọi là bạn trai hiểu không? Đó. Bạn là con trai. Ờ ha, cũng đúng rồi. Đi ra coi. Tự nhiên ông che miệng tôi à. Trời ơi, ông nói tào lao vậy? Tính ra hai tụi mình yêu nhau rồi mà. Cái gì vậy? Bà phải thật sự bình tĩnh. Bây giờ sao đây bạn ơi, chết rồi. Simmy nói vậy là lộ hết rồi. Sam à, thật ra tôi với Simmy đang có một bí mật. Bí mật cái gì? Trời ơi, đó rồi anh Thành này ơi, ông muốn nói gì nữa hả Phong Cận? Bình tĩnh, Sam phải thật sự là bình tĩnh. Nè Phong nói Sam nghe nè. Thật ra là Phong với lại Sim á là đang tính là sẽ tập một cái vở kịch, hiểu không? Có tên là Hoàng tử và công chúa đó, cho nên á là Phong với Sim là đang giả vờ đóng vai là người yêu của nhau đó, chứ không có phải như là Sam nghĩ đâu. Sim bình tĩnh. Trời ơi, chứ tình cảm của tôi với ông bảo là vở kịch sao? Sim bình tĩnh.
tĩnh, xin bình tĩnh, từ từ xin bình tĩnh một tí nữa tôi sẽ giải thích. Vậy thôi nha, bây giờ Sam ở đây đi nha. Bây giờ chết này siêu cấp luôn rồi các bạn ơi, siêu cấp luôn rồi, khó xử quá. Gì vậy? Ủa Simmy gì vậy? À Simmy hả? Simmy đang trời ơi, Simmy đang nhập vai đó. Đây chính là cái cảnh mà hoàng tử ăn quả táo độc, sau đó là bị người ta ngất xỉu đó, cho nên là Simmy đang khóc, hiểu không? Ok được rồi. Thôi được rồi. Bây giờ Sam ở đây nha, Sam ở đây nha. Tôi với Sim đi tập kịch, ok. Đi Sim ơi, lên. Đi. Được không? Thôi Sammy ở nhà đi, Sammy đâu có biết gì đâu mà tập. Thôi được rồi vậy nha. Sim bình tĩnh, Tôi không ngờ chuyện tôi cáo tôi không bảo đang tập cảnh sao không trời. Không. Một cái bàn làm sao mà đủ được? Một cái bàn, một cái ghế mình đã đủ không đúng không ạ? Không cần. Trời. Ê, bình tĩnh Sim ơi. Bà đừng có dùng cái bàn mà đập vào đầu tôi nữa. Trời ơi, từ nãy giờ tàn quýnh gì không à? Sim, bình tĩnh. Đây, để Phong nói cho Sim nghe nè. Thật ra là Sammy á, như Sim không biết thì Sammy đã thích tôi từ lâu rồi. Hả? Nhưng mà trái tim của Phong á chỉ thuộc về Sim mà thôi. Chính vì như vậy cho nên Phong mới phải nói như vậy, để cho Sammy á đừng có mơ tưởng về Phong nữa. Bởi vì Phong đẹp trai quá mà. Ok. Trời ơi. Thì ra là vậy sao? Đúng rồi. Tôi hiểu lầm ông hả? Đúng vậy. Cho nên là Sammy đừng hiểu lầm nữa nha. Thôi được rồi, bây giờ để gọi là đền bù bù đắp lại tự cái sự tổn thương này của Sim thì Phong sẽ đưa Sim đi cắm trại được không? Mình đi cắm trại nha. Cắm trại hả? Đúng rồi. Thôi cũng được, cắm trại đi ha. Ok, vậy mình đi cắm trại ha. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau lên núi cắm trại nào. Trời ơi, may quá mấy bạn ơi, cũng may là mình nhanh trí á. Thôi mấy ông nha, lần sau nha, mấy ông đừng có đưa cho tôi mấy cái thử thách nguy hiểm kiểu này nha. Tôi hơi bị sợ rồi đó. Trời ơi, bà sao mà phát hiện ra được ha, là bà chắc bà cạo đầu tôi luôn á. Trời ơi, bởi cho nên là lần sau á cho mấy cái thử thách nào dễ dễ hơn xíu nha. Trời, sợ quá. Ok, được rồi, Sim ơi, bọn mình đi cắm trại nha. Đi thôi. One hour later. Rồi, ok. Bây giờ Simmy đã sẵn sàng cắm trại chưa nè? Trời ơi, tôi đã sẵn sàng cắm trại Phong cần rồi nè. Ok luôn nè. Đó, bạn thấy không? Nói chung là hôm nay mình đóng vai là bạn trai của Sim. Mình phải gọi là cute giống như Sim, hiểu không? Đúng không nè? Đó, ok rồi. Được rồi, thì chỗ này á Phong có để một cái rương nè. Thì trong cái rương này á nó có đồ cắm trại nè. Đây để Phong chuẩn bị ra cho Sim nha. Đây coi nè. Ở chỗ này á Phong có một cái lều cắm trại sảnh dương màu của Phong. Đó, rồi cho xem nha. Coi từ từ, hình như là có cái của Sim nè. Sim đặt ra đi. Đây, cái lều của tôi này nó màu xanh. Trời hai tụi mình hợp ơi là hợp luôn, tụi mình cũng xanh lè xanh lét luôn mọi người. Đúng rồi, trời ơi, bạn thấy nè, mình với Simmy á nè, đúng thiệt là một cặp đôi với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì hai đứa mình đều có màu xanh đó. Bình thường nha, có nhiều bạn á còn bảo là trời tại sao anh Phong với lại chị Sim lại có màu tóc giống nhau. Trời ơi, tại vì bọn tôi á là bạn trai, bạn gái của nhau phải với màu tóc giống nhau rồi, đúng không? Đúng. Rồi, chứ sao nữa, đúng vậy, Rồi, ok đó. Nói chung là có cái lều rồi nè. Bây giờ sẽ tiếp theo cái giường ngủ. Đây, mình có cái giường ngủ nữa các bạn. Đây, mình sẽ để giường ra. Đó, cái giường màu xanh. Rồi, Sim đi. Này, cái giường của tôi. Ủa vậy? Rồi, ok, ủa. Vậy? Nó lọt vô trong luôn chứ mấy má. Đây, đó, rồi, quá đẹp luôn. Ok, mà tiếp theo nè, đi cắm trại thì không thể nào thiếu lửa trại được đó. Ở chỗ này Phong có chuẩn bị mấy khúc gỗ nè, đặt ra ngoài đây. Rồi ok, sau đó mình sẽ đào cái lỗ ở giữa nha bạn nha, đào cái lỗ ở giữa nè, rồi sau đó mình để cái block này vô, đốt lửa lên làm cái lửa trại. Lửa trại, quá là ấm cúng luôn. Trời ơi, nhìn thôi là thấy là lãng mạn rồi bạn ơi. Bây giờ tưởng tượng nha, trời nó chiều xuống, sau đó hai cặp đôi, à không, một cặp đôi chứ nhầm, một cặp đôi hai người ngồi chung với nhau ngắm hoàng hôn. Trời ơi, nó đẹp, nó lãng mạn gì đâu luôn á. Lãng mạn quá. Lãng mạn quá đúng không Sim? Trời ơi, rồi ở đây nè. Đây Sim coi nè, đây Phong có chuẩn bị thêm một cái khung tranh, biết làm gì không? Ủa, làm gì vậy? Để Phong vẽ cái sự xinh đẹp của Sim lên bức tranh chứ làm gì? Trời ơi, giờ đâu tôi coi ông vẽ gì nè. Đó, Sim thấy không nè, tôi vẽ một cái người đang đứng ở trước mặt trời và cái người này đen thui. Thật ra đây chính là đằng sau lưng của Sim á, bóng lưng của Sim á, thấy không? Cái gì kỳ vậy? Sao ông không có vẽ trước mặt sự xinh đẹp của tôi, ông vẽ cái lưng tôi chay? Trời ơi, kỳ vậy?
Ủa tại vì á là Sim biết sao không, Phong nghĩ rằng á là Sim My xinh đẹp rồi cho nên bây giờ có vẽ cái lưng của Sim thôi, nhìn Sim cũng thấy được cái sự xinh đẹp của Sim rồi. Trời ơi dễ thương quá à, cảm ơn nhiều nha Phao. Trời ơi tôi là tôi dẻo miệng quá bạn ơi, tôi không ngờ tôi dẻo miệng vậy luôn, hàng gì Sammy mê tôi, đúng rồi tôi dẻo miệng quá mà trời ơi. Ok được rồi, Sim ơi bây giờ á tôi thấy là bức tranh này nó không đẹp. Thôi được rồi dẹp đi, dẹp đi. Tôi sẽ vẽ một bức tranh cho Sim, tôi vẽ mới một bức tranh khác cho Sim luôn. Ông vẽ một chiếc bức tranh mới dành cho tôi luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ nè, Sim ơi ngồi trên đây đi, Sim ơi ngồi không cái khúc gỗ đi. Được rồi. Bây giờ nè bạn, mình sẽ vẽ một cái bức tranh khuôn mặt của Simmy cho các bạn xem nha, vẽ thật là đẹp luôn. Rồi, okay. Vẽ xinh lên nha. Rồi, đây đây. Bằng hot girl tôi mới chịu đó. Đợi xíu, tôi lấy đồ đã. Đầu tiên là tôi sẽ lấy cho tôi cái bút vẽ đâu ta? 1 hour later. Rồi, ok, cuối cùng thì cũng vẽ xong rồi nè, Simmy. Xong rồi hả? Trời ơi, làm người ta lời nãy trừ à, Phong cận kỳ quá à. Yên tâm đi, Phong mà vẽ chỉ có dễ thương hết sức thôi. Quay coi nè, đây, cho Sim xem nè, qua đây. Đây, tên đây, tên, đó, đây nè, Sim thấy gì không? Trời ơi, vẽ đẹp, y hệt như Sim luôn, trời ơi. Ủa vậy, sao cái đầu tôi tóc cũng kỳ, mà cái mầm cây cũng kỳ, sao cái mắt tôi nó trợn lên vậy? Ủa gì vậy, sao vẽ tôi que nữa? Tôi thấy dễ thương mà ta. Nhưng mà vẽ thôi, bây giờ ông miêu tả coi tôi nhìn cái này không dễ thương miếng nào luôn á. Trời ơi, Simmy không biết gì hết trơn á. Coi nè, đây nè, đầu tiên nha, cái tóc này màu nâu nè, phải tóc màu tóc của Sim không, phải không? Đúng rồi, mà cái kiểu kỳ quá à, nhìn như cái gì đó, cái kiểu tóc ập cái tôi đầu cắt vậy. Cái sợ dừa là sao, tôi là sợ dừa đúng không? Không phải, bình tĩnh đây để Phong nói Sim nghe nè. Đây là Phong vẽ Sim nè, biết sao không, là bởi vì á là nó có cái mầm cây ở trên đầu nè, là của Sim nè đó, rồi nó mặc một cái váy màu xanh nè, là đúng màu của Sim nè, rồi cái tóc cũng là tóc của Sim luôn đó, đúng không? Biết là giống nhưng mà nhìn nó dễ thương, nhìn nó kỳ quá à. Trời ơi Sim ơi, Sim không biết vẽ trơn á, thật ra Phong cố tình vẽ xấu vậy á, Sim biết tại sao không? Không biết nữa. Xấu bởi vì tôi xấu đúng không? Chứ không sao phải nữa? Không phải, Sim mi bình tĩnh để Phong nói Sim nghe nè. Thật ra là Phong vẽ xấu như thế này á là bởi vì dù Phong có vẽ xấu đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào có thể che lấp lại được cái sự xinh đẹp và dễ thương của Sim. Đúng không? Trời ơi, kỹ chứ à. Biết thì dễ thương rồi, có cần phải thả tính tôi cô te gì đâu. Ngại quá à. Trời ơi, bà mắc cỡ vậy các bạn ơi. Trời ơi, trời đó, bạn thấy không? Trời ơi, tôi đã nói vậy mà. Tôi á là tôi hơi bị gọi là cho ta lãng tử luôn. Một khi mà tôi đã nói chuyện là chắc chắn là mấy bạn nữ phải thích. Trời ơi, nói chung là một ngày hẹn hò Simmy quá là đơn giản. Thôi được rồi, Sim ơi, đừng có ngại nữa, ngại hoài à. Thôi, dù sao bởi vì ông hôm nay quá là dễ thương mà quá cute nên tôi sẽ quyết định tặng cho ông một nụ hôn trên má thật là cute. Thôi, được rồi. Phong nghĩ là bọn mình chỉ đi hẹn hò, đi cắm trại vậy vui vui thôi chứ hung làm gì đúng không? Trời, tôi hôn trên má ông tôi chứ tôi đâu có hôn gì đâu, thôi mà tôi tặng ông một nụ hôn đừng có ngại nha. Trời ơi, cái này là tôi bắt tận tay tận mắt tôi nha Phong ơi. Cái gì vậy? Sam bình tĩnh. Cái gì mà bình tĩnh được, rõ ràng xem đi, sao mà khôn ông rồi mà ông nói tôi bình tĩnh là sao hả? Ủa mà khoan, từ sao tự nhiên Sam ở đây vậy? Tôi nhớ là Sam ở nhà Sim mà. Nghĩ sao vậy? Nãy á, là ông bảo là diễn kịch với Sim là tôi đã nghi nghi rồi nên là tôi đã làm cô nàng đối tượng lần tranh. Tôi theo dấu chân ông, hóa ra tôi thấy cảnh tượng đáng sợ này. Không theo một mình tôi mà bây giờ ông làm với tôi là sao? Sao ông tàn nhẫn vậy hả? Không, Sam bình tĩnh lại để Phong nói Sam nghe nè. Thật ra là từ nãy giờ là bọn tôi đang diễn kịch thiệt đó, là bây giờ là đang diễn một cái cảnh là hoàng tử sau khi ăn quả táo độc của bà phù thủy bị ngất xỉu, không, sau đó là công chúa sẽ trao một nụ hôn để cho hoàng tử tỉnh dậy đó, đúng không? Trời ơi, tới tận bây giờ ông cũng bảo là diễn kịch sợ Phong cận, tại sao vậy? Ông cũng thích Sami. Làm sao là Phong cận? Ông đã hứa với tôi là ông sẽ cùng nhau, hai người mình sẽ sống chung cùng nhau, lớn lên cưới nhau, và sau này có hả? Tôi có nói gì hả?
hả? Ủa hồi nào? Ủa? Phong Tận hứa với em là cưới em hả? Cái gì vậy? Chết rồi, chết Tận. Bây giờ tôi đã quá thất vọng rồi em ơi. Ông hứa là ông từ đây trở về sau ông sẽ cưới tôi, ông sẽ bên cạnh tôi suốt cuộc đời này. Vậy mà lỡ lòng nào tôi, ông dám lừa dối con tiếng bé bỏng của tôi. Thôi được rồi, bây giờ không nói gì nữa, tụi mình chia chân đi. Đừng đi đâu nữa, đi đang ngủ một mình đi. Sao mà gì ra Phong Cận đừng người tệ bạc như vậy. Ông xuống đâu kết hôn với cá đi. Ây da, ây da, trời ơi, quýnh tôi rớt xuống ao luôn. Ây no, đừng mà Sam ơi, đừng chia tay tôi. Trời ơi, mấy ông thấy không, này tại mấy ông mới, mấy ông cho tôi thử thách gì kỳ cục quá vậy. Ủa, ủa đâu mất tiêu rồi. Sam ơi, Sam ơi, trời ơi Sam ơi, cho Phong xin lỗi. Trời ơi, đâu rồi, trốn đâu rồi. Trời ơi Sam ơi, làm ơn nghe tôi giải thích đi mà Sam ơi. Sam ơi, trời ơi. Nghe ông nghe, ông có muốn nói gì không ạ? Ông là lừa dối trái tim của tôi, bây giờ ông tới đây ông quay nó hát đi. Không có, không có đâu. Phong nói cho Sam nghe, thật ra từ nãy giờ Phong chỉ đang thực hiện thử thách của mấy bạn fan thôi, chứ Phong không có thích Sam. Phong thích nhất là Sam thôi à. Nếu như mà Sam không tin đúng không, Phong sẽ đốt trái tim đi đây để chứng tỏ tình yêu của Phong dành cho Sam. Không á, trời ơi, đốt trái tim đi, đừng tưởng là tôi vui giận nha, không có đâu. À ok, nếu vậy hả, được rồi, vậy thì Phong sẽ nhảy xuống lava luôn, được không? Không, từ từ để em. Bây giờ ông muốn phải lấy gì ta? Bây giờ để tôi chuộc lỗi cho ông. Bây giờ ông phải làm ô xin cho tôi 100 ngày. Lúc nào phải chở tôi chạy vòng quanh cái làng, phải mua quả lá gì ta mỗi ngày 100 ly trà sữa. Mỗi ngày 100 ly kim cương tôi mới chở. 100 ly kim cương, mỗi ngày mua 100 ly trà sữa. Trời ơi, kiểu này tôi nghèo luôn á mấy ông bà. Trời ơi trời. Bây giờ sao? Rồi ok, được, được. Trời ơi, chỉ cần hai người tha lỗi cho tôi được. Rồi, cười rồi Sim ơi. Vậy là có xin rồi Sim ơi, có xin rồi. Có, vậy là có xin rồi. Ủa, hai người, hai người cười gì vậy? Ủa, Phong Cận không biết gì hết trơn hả? Mình nói mà nghe nè, đừng có giận tôi nha. Thật ra nãy giờ tụi tôi chỉ đang diễn kịch mà thôi. Ủa? Ủa, diễn kịch? Ủa, là sao? Tôi không hiểu. Là như này nè, lúc mà ông đang đọc comment của bạn fan á, tụi tôi đứng đằng sau, tụi tôi rình và tôi nghe hết. À. Ủa? Vậy có nghĩa là... Có nghĩa là hồi nãy tôi đọc comment là thử thách một ngày hẹn hò Simi, là hai người ở sau lưng tôi, hai người nghe hết. Đúng rồi đó. Và sau đó là hai người quyết định là diễn kịch để cho anh tôi. Đúng rồi. Tất cả lời luôn. Xin mời bắt cười quá ổng nữa. Trời ơi trời ơi. Ủa, mình phải từ, bình tĩnh, từ, để tôi nói. Hồi nãy rõ ràng á là mấy bạn thấy là mình dùng cái máy tính của mình để mình hack, mình biến Simi thành bạn gái của mình mà ta nè, cái máy tính của tôi còn để bên đây nè. Bên đây nè. Phong Cận à, thật ra là tôi biết ông sẽ làm cái trò đấy, nên tôi đã thay thế một cái máy tính giả vô đây để ông dạ bấm gì đó, nhưng thật ra nó không có làm được gì hết trơn á. Ủa? Vậy là... máy tính của tôi mà. Ủa vậy là từ nãy đến giờ á là tôi tưởng là Simi à, tưởng tôi là bạn trai của Sim, nhưng hóa ra là Sim chỉ đang diễn kịch để cho tôi thôi hả? Vậy đó. Ông đã hứa là mỗi ngày tặng cho tôi 100 ly trà sữa, 100 viên kim cương rồi nó xa nha. 100 ly trà sữa, 100 viên kim cương. Ui, sau lưng có gì kìa. Hả? Gì đâu? À, chạy. Ủa gì vậy Sim? Trời ơi mấy bạn ơi, tôi cứ tưởng là từ nãy giờ là tôi chon hai bả, ai dè đâu là tôi mới chính là người bị chon mấy bạn ơi, thiệt luôn á. Lần sau nha, ông nào mà comment mà kêu tôi thử thách mấy cái này nữa tôi không có làm đâu nha. Trời ơi, hai bà đuổi tôi nữa kìa. Ơi không, trời ơi, tiền lương tôi đưa cho bà hết rồi, tiền đâu mà tôi mua trà sữa cho hai bà. Trời ơi trời. Ok bạn ơi, coi như là mình kết thúc video tại đây nha. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên để cho mình một like, một share, nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình cho mọi người cũng như vậy. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Tôi chạy đây, tôi trốn đây. Trời ơi, đốt lửa nè. Chạy. Hello team.